Con này chắc là chùm cuối của máy rửa xe cao áp rồi anh em. Con này của nó kinh khủng luôn đây này. 150 MPa tương đương với con này là 1530. Đây, motor 55 kg luôn. Tua chậm này, 1000 vòng trên phút này. Con này nước thì của nó 20 lít trên 1 phút. Anh em nhìn quả súng này. Súng này nó mới chịu được mức áp 1530, dã man không? Khóa cò luôn này. Đừng hỏi luôn. Đây nó có cả bơm phụ luôn này. Đường nâng cấp này. Qua lọc này. Anh em nhìn quả đầu bơm nó này. Đầu nó inox 304 luôn. Quá khủng. Anh em nhìn quả motor 55 kg này. Con này xịt hàu biển này. Xịt vỏ tàu thủy thôi rồi luôn. Hoặc là xịt bê tông. 1530. Quá dã man luôn. Quá khủng khiếp. Đây là anh em nhìn quả súng nó này. Súng nó làm phải có cái tì vào vai này mới đỡ được này. 1530. Quá dã man. Chùm cuối đấy. Con này chắc chắn là chùm cuối rồi. 1500 bát, quá dã man. Máy rửa xe siêu cao áp.